Đi từ từ thôi. Đó nè. Anh nhìn rồi. Nhìn. Ủa anh Vinh, anh kêu bọn em qua đây ngoài 3 tiếng rồi đó, sao anh không nói gì hết vậy? Chắc hôm nay Vinh có chuyện buồn đó. Mà anh Vinh đâu có gì đâu mà buồn. Clip nào clip nấy á, thì view nó vẫn cao. YouTube á, mới đạt được 5,1 triệu subscribe. Vậy thì có gì đâu mà buồn trời. Anh không có buồn, mà là bị bí ý tưởng. Hả? Bí ý tưởng? Anh Vinh quá trời ý tưởng luôn, sao không làm? Em có ý tưởng này nè, hay là mình làm thử thách 24 giờ làm heo đi. Nhập vai dữ. Hay là team mình làm thử thách ai ngâm mình trong nước lâu nhất sẽ được 5 triệu đồng. Anh thằng ơi, anh ngâm gì lớn như vậy? Chứ sao? Anh quên rồi hả? Clip của mình làm á là phải có ý nghĩa, có bài học. Chứ sao làm tào lao được? Đúng. Thôi, mấy em làm việc chung với anh cũng hơn 2 năm rồi. Một tuần ra ít nhất là 2 clip. Cho nên đôi lúc thì ý tưởng cũng bị bão hòa là chuyện bình thường. Cho nên hôm nay anh cho mấy em nghỉ một ngày ở nhà. Dạ. Mày ngứa cái gì mà gã dữ vậy? Ngứa nghề. Đâu phải một mình cứ ngứa đâu, anh với mấy bạn đây cũng ngứa vậy. Thôi bây giờ mấy em cứ đi về nhà cho anh một ngày để suy nghĩ kịch bản, rồi ngày mai chúng ta quay lại đây gặp chiến tiếp. Dạ. Anh Vinh về. Anh Vinh về. Dạ. Ở đây có thằng nào còn tiền không? Tất nhiên là không. Tự nhiên hèm kem quá ta. Đứng nghe xe kem mà không mua thấy kỳ quá à. Tao chắc tao ngượng dâu quá mày ơi. Chắc tao sầu riêng kìa. Anh thì ăn dừa. Quá trời ngon rồi. Em ăn sữa gì vậy con với con? Dạ dạ, cho nó đẹp chứ. Ờ, cho nó béo. Quá hấp dẫn rồi. Là trước đi quá. Ê, lát đi chờ đá banh không? Mà đá đâu giờ? Đá gần nhà em nè anh ngáo. Anh này đi rồi đi. Đi. Ngon. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Con đi. Bánh tráng trộn đi. Qua nhà tôi chơi nè. Thôi đi uống trà sữa đi mấy chị. Ừ được á. Rồi đi uống trà sữa đi. Đi uống trà sữa. Thank you.
như con luôn. Bọn em ơi, lại đây coi, bắt được cô tôm hùm hết ca nè. Đây nè, chuẩn bị nè nè. Đó. Xíu như cũng la nữa. Đem cái lan con tôm hùm. Lên luôn đi. Thấy nó cũng bự mà. Thôi đi lên đi. Lên gì đó là được rồi. Thì hãy nhấn vào đăng ký, like, chuông để ủng hộ kênh của anh Vinh. Bye bye, bye, bye.